Với doanh số bán lẻ đạt mức ấn tượng 129 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017, Savo dự đoán thị trường bán lẻ sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2018-2020. Đặc biệt đi cùng với sự tăng trưởng này là nhu cầu về mặt bằng bán lẻ cho thuê cũng gia tăng. Vậy liệu nguồn cung mặt bằng bán lẻ hiện nay có đủ nguồn cầu hay không? Và giá cả cho thuê sẽ có sự điều chỉnh như thế nào trong thời gian tới? Mời quý vị khán giả cùng theo dõi trao đổi của phóng viên FBNC với bà Võ Thị Khánh Trang là trưởng bộ phận nghiên cứu tư vấn Savo thành phố Hồ Chí Minh. Thì đầu tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi lần này. Thưa bà, thì trong thời gian qua thì thị trường bán lẻ ở Việt Nam rất là sôi động và chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều thương hiệu ngoại đã bước chân vào thị trường Việt. Với tư cách là đơn vị tư vấn mặt bằng cho các thương hiệu lớn thì bà nhận thấy là các thương hiệu có yêu cầu như thế nào đối với mặt bằng cho thuê ạ? Theo như chúng tôi nhận thấy trong thời gian qua có một số các thương hiệu bán lẻ rất là lớn đã tham gia vào thị trường Việt Nam như là Zara, H&M, Mango và sắp tới sẽ là Uniqlo. Đi vào Việt Nam là một cái thị trường hiện nay đang nổi và sẽ có nhiều cơ hội để cho các thương hiệu lớn tham gia vào thị trường. Đối với những cái yêu cầu của đối với các thương hiệu lớn, thường các thương hiệu này sẽ yêu cầu cái diện tích bán lẻ là khoảng từ 2.000 đến 3.000 mét vuông. Với cái yêu cầu lớn như thế này thì hầu hết là sẽ tập trung tại các trung tâm thương mại lớn. Thứ nhất là đây là khu trung tâm thương mại sẽ đảm bảo được cái diện tích lớn như vậy. Thứ hai là việc tọa lạc trong các khu trung tâm thương mại sẽ có thể, các thương hiệu này có thể tận dụng được cái dòng khách đi vào các trung tâm thương mại. Ngoài việc họ đi mua sắm thì họ còn có những cái hoạt động giải trí như ăn uống hoặc là những hoạt động giải trí của gia đình. Với cái những cái yêu cầu đó thì bà đánh giá là mặt bằng bán lẻ hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh riêng và cả nước ta nói chung thì nó đã đáp ứng được cái nhu cầu đó hay chưa? Nếu như mà so sánh với các nước phát triển, các thành phố tương đương như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ở Việt Nam như là Bangkok hoặc là tại Kuala Jakarta thì hiện nay nguồn cung về mật độ bán lẻ trên đầu người tại Hồ Chí Minh và Hà Nội còn khá thấp so với các thành phố tương đồng trong khu vực châu Á. Điều đó cho thấy rằng ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn còn rất nhiều tiềm năng để cho ngành bán lẻ phát triển. Nguồn cung bán lẻ hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tăng trưởng ở mức khoảng 10% mỗi năm trong 5 năm gần đây. Thì đó là tốc độ khá là tốt cho ngành bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Vậy thưa bà, cái nguồn cung mặt bằng bán lẻ trong thời gian qua nó có diễn biến như thế nào ạ? Lượng nguồn cung trong thời gian gần đây thì sẽ giảm đi cái phần mà tập trung tại khu vực trung tâm. Các trung tâm thương mại sẽ bắt đầu lan rộng ra các khu vực ngoài trung tâm, nơi mà dân số tập trung khá là đông. Điều đó sẽ làm cho cái ngành bán lẻ sẽ có thể mở rộng cái phạm vi phục vụ đến cho tất cả các tầng lớp người dân. Tại trung tâm thì sẽ cho thấy rằng sẽ có tập trung nhiều các cái trung tâm thương mại cao cấp hơn so với các khu vực ngoài trung tâm. Đó là một trong những xu hướng phát triển của ngành bán lẻ hiện nay. Theo đánh giá của Savo thì từ năm 2018 đến 2020 thì cái thị trường bán lẻ sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định. Như vậy, cái nhu cầu về mặt bằng mà cho thuê cũng như là giá cả nó sẽ có những biến động như thế nào ạ? Dựa trên những cái ghi nhận của Savio về các nguồn cung trong tương lai thì cho thấy rằng nguồn cung sẽ tiếp tục phát triển ở khu vực ngoài trung tâm. Trong khi đó có thể thấy là 6 tháng cuối năm 2018 không có một dự án mới nào tại khu vực trung tâm, nhưng khu vực ngoài trung tâm có đến khoảng 14 dự án. Các dự án này thì gần như hầu hết là sẽ nằm trong một cái khu phức hợp với dân cư và nằm ở các khu vực như quận 2, quận 4, quận 7. Các khu vực khá là phát triển về các dự án chung cư cao cấp. Thì cái việc giãn dân ra như vậy và cái việc phát triển của thị trường bán lẻ như vậy sẽ có thể phục vụ được người dân tại cái khu vực này. Giá thuê vẫn đang rất là cạnh tranh. Các dự án mới thường có cái giá thuê không cao bằng hoặc là cao rất ít so với các dự án đang hiện hữu. Tuy nhiên, nếu như nhìn chung thì giá thuê
bán lẻ sẽ có chiều hướng giảm, đó là trên toàn thị trường, bởi vì những dự án phía bên ngoài trung tâm họ sẽ đưa ra cái giá chào thấp hơn so với khu vực trung tâm. Cái việc nguồn cung ở ngoài trung tâm càng tăng, giá thấp hơn sẽ làm cho toàn bộ giá trên thị trường sẽ có chiều hướng là giảm. Rất cảm ơn bà với những trao đổi vừa rồi ạ.